Trong thế giới nơi không phận không còn là không gian tự do, mà là chiến trường tàng hình giữa những bộ não công nghệ và những quyết định chính trị, một cuộc đua đang diễn ra trong im lặng và trong bóng tối. Khi radar không còn nhìn thấy và một nút bấm có thể định đoạt thế trận cả khu vực, câu hỏi không còn là ai mạnh hơn, mà là ai kiểm soát công nghệ. Năm 2025, Nga tung ra một con bài chưa từng có tiền lệ, Su-57E chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5, được thiết kế không chỉ để bắn, mà để trao quyền kiểm soát tuyệt đối. Toàn bộ mã nguồn, hệ thống điều khiển bay, radar, tích hợp vũ khí tất cả nằm trong tay quốc gia sở hữu. Một lời đề nghị chưa từng thấy trong lịch sử xuất khẩu vũ khí hiện đại, và quốc gia được chọn, Ấn Độ. Giữa lúc Trung Quốc tăng tốc triển khai J-20, Pakistan đàm phán mua J-35, và Mỹ thúc đẩy F-35 với hàng loạt ràng buộc kỹ thuật thì Nga mời gọi Ấn Độ bằng một lời thách thức thẳng và trật tự truyền thống. Liệu New Delhi sẽ nắm lấy cơ hội này, hay sẽ tiếp tục đặt cược vào phương Tây? Đây không chỉ là câu chuyện về một chiến đấu cơ, đây là câu chuyện về quyền tự chủ, ranh giới chính trị và tương lai của một siêu cường khu vực. Đây không phải lần đầu Nga đề xuất hợp tác Su-57 với Ấn Độ. Gần một thập kỷ trước, chương trình Future Generation Fighter Aircraft từng được khởi động, rồi bị chính New Delhi hủy bỏ vì bất đồng công nghệ và thiếu minh bạch. Ấn Độ đã từng quay lưng, nhưng lần này, lời đề nghị hoàn toàn khác, không phải hợp tác chung, mà là trao quyền kiểm soát tuyệt đối. Nga sẵn sàng giao Su-57E phiên bản tinh chỉnh dành riêng cho Ấn Độ, với mã nguồn mở, radar gun AESA, tích hợp vũ khí nội địa và khả năng sản xuất tại nhà máy Nasik, nơi từng sản xuất hơn 260 chiếc Su-30MKI. Và quan trọng nhất, đây là con đường ngắn nhất để Ấn Độ có trong tay một đội hình tiêm kích tàng hình thế hệ 5 trước khi AMCA kịp cất cánh. Một cơ hội vàng hay một cái bẫy chính trị tinh vi từ Moscow? Su-57E chữ E nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, export xuất khẩu, nhưng không giống bất kỳ chiến đấu cơ nào từng được Nga bán ra nước ngoài trước đây. Đây không phải là một chiếc Su-30, không phải là một bản sao Su-35 với tên gọi khác. Su-57E là bước chuyển chiến lược trong cách Nga làm vũ khí. Thay vì giao hàng hoàn chỉnh, họ giao toàn bộ chìa khóa công nghệ. Hình dáng của Su-57E vẫn mang đường nét của phe lông cánh mũi thẳng, khe hút khí chữ V và buồng lái kiểu Star Bubble đặc trưng. Nhưng bên trong, nó là một nền tảng mở nơi mỗi quốc gia sở hữu có thể thay đổi mã điều khiển, radar vũ khí và cả hệ thống điện tử bay. Với riêng Ấn Độ, phiên bản Su-57E mà Nga đề xuất còn tiến xa hơn. Tích hợp radar AESA thế hệ mới dùng công nghệ gallium nitride, loại vật liệu đang định hình tương lai tác chiến điện tử. Máy tính nhiệm vụ và phần mềm điều khiển hoàn toàn do Ấn Độ phát triển. Tương thích với kho vũ khí nội địa từ tên lửa Astra MK1, MK2 đến tên lửa chống radar Rudram. Không chỉ là tiêm kích thế hệ 5, Su-57E được thiết kế để trở thành hệ sinh thái chiến đấu có thể nội địa hóa, một khái niệm gần như không tồn tại trong thế giới phương Tây. Trong thế giới nơi công nghệ bị rào kín bởi các điều khoản, hạn chế và kiểm soát từ xa, Su-57E xuất hiện như một ngoại lệ và cũng là phép thử. Câu hỏi không còn là máy bay này mạnh đến đâu, mà là bạn có thể làm gì với nó khi được trao toàn quyền. Tháng 6 năm 2025, trong lúc phương Tây vẫn quay cuồng với các lệnh trừng phạt và dây chuyền sản xuất Su-57 trong nước Nga vẫn chưa đạt tốc độ cần thiết, Moscow đưa ra một đề xuất chấn động xuất khẩu Su-57E cho Ấn Độ, kèm toàn bộ mã nguồn. Tại sao lại là lúc này? Và tại sao lại là Ấn Độ? Lý do một Nga cần cứu chính chương trình Su-57. Tính đến năm 2025, chỉ có dưới 30 chiếc Su-57 đang phục vụ trong không quân Nga, con số quá nhỏ với một chương trình thế hệ 5 kéo dài hơn 15 năm. Chuỗi cung ứng linh kiện điện tử, radar vật liệu hấp thụ sóng bị gián đoạn nặng nề do các lệnh trừng phạt sau Ukraine. Xuất khẩu Su-57E là cách duy nhất để huy động công nghiệp quốc phòng nước ngoài, giảm tải áp lực cho ốc tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất của Nga. Mỗi chiếc Su-57E xuất xưởng tại Ấn Độ đồng nghĩa với việc Nga có thể giữ linh kiện nội địa lại cho lực lượng mình. Lý do hai, Ấn Độ, khách hàng đủ tầm và đủ thân. Ấn Độ là quốc gia duy nhất ngoài Trung Quốc có nền tảng công nghiệp đủ mạnh để sản xuất tiêm kích tiên tiến. Từng sản xuất hàng trăm Su-30MKI tại nhà máy Nasik với tỷ lệ nội địa hóa tăng dần qua mỗi đợt. Quan trọng hơn, New Delhi vẫn giữ mối quan hệ truyền thống với Moscow, bất chấp áp lực từ phương Tây, điển hình là thương vụ S-400 năm 2021. Đối với Nga, nếu có quốc gia nào đủ năng lực và đủ tin cậy để cầm chìa khóa Su-57E thì đó chính là Ấn Độ. Lý do ba đòn cân não trước F-35. Mỹ đang tích cực chào mời F-35A cho không quân Ấn Độ, nhưng kèm theo rào cản,
không mã nguồn, không tích hợp vũ khí nội địa và giá quá cao. Nga nắm bắt cơ hội tung đòn tối hậu thư chiến lược chìa khóa mã nguồn Su-57E, thứ mà ngay cả đồng minh NATO cũng chưa từng có được. Đây không chỉ là cạnh tranh công nghệ, đây là một nước cờ địa chính trị nhằm kéo Ấn Độ xa khỏi vòng ảnh hưởng của Mỹ. Để cứu lấy chính chương trình Su-57 và để giữ vững thị phần xuất khẩu vũ khí đang bị thu hẹp, Nga buộc phải phá lệ. Mở mã nguồn Su-57E không chỉ là chiến lược xuất khẩu mà là canh bạc sinh tử của ngành công nghiệp hàng không quân sự Nga. Đứng trước Ấn Độ lúc này là hai con đường hoàn toàn khác biệt. Một bên F-35 Lightning II, biểu tượng của sức mạnh phương Tây, công nghệ tàng hình hàng đầu, tích hợp chiến tranh mạng, cảm biến hợp nhất. Một phi cơ đã được thử lửa trên chiến trường. Bên kia Su-57E, bí ẩn và linh hoạt, một lời đề nghị phá vỡ mọi nguyên tắc cũ, trao mã nguồn, cho phép tích hợp nội địa và mở cửa hợp tác sản xuất. Về lý thuyết, cả hai đều là tiêm kích thế hệ thứ 5. Nhưng nếu phân tích kỹ, thứ được đặt lên bàn lại là hai triết lý quốc phòng đối lập. F-35 sức mạnh công nghệ nhưng giới hạn chủ quyền. Giá thành trung bình 110 triệu đô la Mỹ một chiếc, chưa tính chi phí duy trì hậu cần, hệ thống phần mềm ALIS hậu kiểm. Không được truy cập mã nguồn, không thể tích hợp vũ khí Ấn Độ như Astra hay Rudram. Phụ thuộc hoàn toàn vào hệ sinh thái công nghệ Mỹ từ dữ liệu bảo trì đến chuỗi cung ứng phụ tùng. Mạnh, chính xác, đồng bộ nhưng vận hành trong vùng ảnh hưởng công nghệ của Mỹ. Su-57E tùy biến cao, giá rẻ hơn nhưng mang theo rủi ro địa chính trị. Giá ước tính khoảng 80 triệu đô la Mỹ một chiếc, thấp hơn F-35 tới 30 triệu USD. Được quyền truy cập toàn bộ mã nguồn, một điều chưa từng có trong hợp đồng quân sự quốc tế. Cho phép Ấn Độ tích hợp radar, máy tính điều khiển và cả kho vũ khí do mình tự sản xuất. Nhưng đổi lại phải đánh cược với uy tín công nghiệp Nga đang chịu lệnh trừng phạt và nguy cơ bị Mỹ trừng phạt theo đạo luật Ka-Aksa. Chọn F-35 là chấp nhận ràng buộc công nghệ Mỹ nhưng có được hệ thống đã chứng minh chiến đấu. Chọn Su-57E là đặt niềm tin vào lời hứa chưa trọn vẹn của Nga, nhưng đổi lấy quyền tự chủ công nghệ, tự do tích hợp và sản xuất nội địa. Đằng sau mỗi chiến đấu cơ là một hệ tư tưởng quốc phòng. Quyết định của Ấn Độ không chỉ là lựa chọn giữa hai chiếc máy bay, đó là lựa chọn giữa hai quỹ đạo chiến lược, giữa ràng buộc và tự chủ, giữa mạng lưới liên minh và bản sắc độc lập. Trong thế giới nơi mọi công nghệ đều có giá, Ấn Độ sẽ trả bằng tiền, bằng uy tín hay bằng chính tương lai địa chính trị của mình. Nếu ngày mai Ấn Độ ký hợp đồng mua Su-57E thì một phản ứng dây chuyền sẽ lập tức bắt đầu, không chỉ trong ngành công nghiệp quốc phòng mà cả trong cấu trúc địa chính trị châu Á-Thái Bình Dương. Washington đã đầu tư hàng thập kỷ để kéo Ấn Độ ra khỏi quỹ đạo Nga bằng F-21 UAVMQ-9, tàu sân bay Izbikran và cả các hiệp định chiến lược như COMCASA, BECA. Việc Ấn Độ lựa chọn Su-57E kèm quyền truy cập mã nguồn gây ra xung đột trực tiếp với chính sách kiểm soát công nghệ của Mỹ. Đạo luật Ka-Aksa có thể được kích hoạt trở lại, các gói chuyển giao công nghệ Mỹ sẽ bị đóng băng, F-35 gần như bị gạch tên vĩnh viễn. Bắc Kinh sẽ thấy ngay một thế lực tiềm tàng tái xuất hiện phía nam Himalaya, một Ấn Độ sở hữu công nghệ tàng hình, radar AES Agan và tên lửa siêu vật âm. Điều này có thể đẩy căng thẳng tại đường kiểm soát thực tế lạc lên một cấp độ mới, nơi G20 và Su-57E sẽ lần đầu tiên đối đầu trên cùng một sân khấu công nghệ. Đồng thời, việc Nga hợp tác sâu với Ấn Độ cũng buộc Trung Quốc xem xét lại mối quan hệ kỹ thuật quân sự Nga-Trung, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh bán vũ khí tại Trung Đông và châu Phi. Lợi ích lớn nhất chuyển giao công nghệ thật sự, truy cập mã nguồn nghĩa là toàn quyền nâng cấp, sửa chữa và tích hợp. Tích hợp vũ khí nội địa như Astra, Rudram, BrahMos-A, mở ra nền tảng học hỏi cho chương trình AMCA. Nhưng mặt trái là gì? Phụ thuộc vào nguồn động cơ và vật liệu của Nga, vốn không ổn định vì bị cấm vận. Chia rẽ nguồn lực nghiên cứu nội địa, làm chậm tiến độ AMCA. Có nguy cơ mất sự ủng hộ từ các đối tác công nghệ phương Tây như Pháp, Israel, Mỹ vốn đang đóng góp cho radar, cảm biến và hệ thống điện tử của AMCA. Chọn Su-57E có thể đưa Ấn Độ đi nhanh hơn về công nghệ nhưng đi chậm lại về liên minh. Ấn Độ sẽ có chiến đấu cơ thế hệ 5 trước khi AMCA cất cánh, nhưng có thể không còn đứng giữa cân bằng giữa Đông và Tây. Trong bàn cờ chiến lược, đôi khi không phải bên nào sở hữu công nghệ mạnh hơn sẽ thắng, mà là bên nào dùng nó khôn ngoan hơn. Ấn Độ đang đứng giữa hai thế giới, một bên là công nghệ đã kiểm chứng nhưng đầy giới hạn, và bên kia là một lời mời chưa từng có với cái giá là chính sách và niềm tin. Su-57E là cơ hội, là canh bạc và cũng có thể là bước ngoặt định hình bầu trời châu Á trong nhiều thập kỷ tới. Bạn nghĩ sao?
Ấn Độ nên chọn Su-57E và quyền tự chủ công nghệ, hay trung thành với chiến lược hợp tác phương Tây và F-35? Hãy để lại bình luận bên dưới, chia sẻ video này nếu bạn thấy nó đáng suy ngẫm và đừng quên đăng ký MinTechFlix để không bỏ lỡ những phân tích chiến lược nóng nhất từ thế giới quân sự công nghệ cao. Bạn đang xem MinTechFlix, nơi chúng tôi kể cho bạn câu chuyện của công nghệ quân sự thông qua lịch sử. Cảm ơn bạn đã xem hết video và xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo.